Loship, đặt món gì cũng free ship. Loship, ứng dụng giao đồ ăn duy nhất của Việt Nam luôn free ship. Với hơn 70.000 shipper, Loship mở rộng hơn 11 dịch vụ tiện ích như đi chợ, giao hàng, v.v. và giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Loship hoạt động tại 12 thành phố lớn của Việt Nam. Các bạn hãy tải app, ủng hộ Loship, ủng hộ người Việt Nam như đã ủng hộ Battleground nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battleground. Trong câu chuyện xung đột Nga-Ukraine, Nga đúng hay sai? Xét ở góc nhìn luật pháp và thông lệ quốc tế, có thể khẳng định luôn họ sai, thậm chí là sai một cách nghiêm trọng. Họ, những người lính dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Putin, dù chưa có một chứng cứ xác thực nào đã gây ra những tội ác chiến tranh, nhưng việc đưa quân vào một quốc gia có chủ quyền là điều khó có thể chấp nhận được. Nhưng đó là góc nhìn luật pháp và thông lệ quốc tế. Nhưng khi nhìn bằng con mắt lợi ích quốc gia thì lại là một câu chuyện khác. Chính trị là cuộc chơi của lợi ích và sự tỉnh táo. Một điều mà ai cũng có thể nhận ra đó là ai cũng có quyền lên án nước Nga, lên án những người đã phát động chiến tranh và tàn phá một quốc gia xinh đẹp, trừ Mỹ và NATO. Với những cơn mưa dân chủ nhân quyền mà họ đã rải xuống khắp thế giới, đánh đổi bằng không biết bao nụ cười của các em thơ, bằng giọt nước mắt của những người dân vô tội, hay là những đêm hiu quạnh của những người vợ đợi chồng, những người con đợi cha mà mãi không có hồi âm. Họ hoàn toàn không có tư cách phán xét nước Nga, lên án Putin. Và những hành động trong thời gian gần đây đã khiến cho người dân thế giới có được một góc nhìn trực quan, một góc nhìn thực tế hơn về những người lúc nào cũng rêu rao rằng mình đem theo sứ mệnh gieo rắc cơn mưa dân chủ và nhân quyền cho toàn thế giới. Để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta cần phải hiểu được NATO rốt cuộc là cái quái gì mà khiến người Nga đau đầu suốt hàng chục năm qua. Để giọt nước tràn ly chính là cuộc chiến tại Ukraine hiện nay đã xảy ra. NATO, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 1949, bao gồm các nước Mỹ, Canada và 10 nước ở châu Âu gồm Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Iceland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha và Anh. Việc NATO được thành lập đã dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang giữa hai khối Đông và Tây Âu. Đây cũng là một nguyên nhân cực kỳ quan trọng dẫn đến sự ra đời của khối Hiệp ước Varsava năm 1955 do Liên Xô đứng đầu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Nói tóm lại, NATO dù trên danh nghĩa là một tổ chức phòng thủ nhưng về bản chất, nó được tạo ra để chống lại làn sóng cộng sản đến từ Liên Xô. Hiệp ước của tổ chức này quy định, trong trường hợp có cuộc tiến công vũ trang vào một hoặc một số nước thành viên thì các nước khác phải nhanh chóng giúp đỡ, kể cả sử dụng lực lượng vũ trang. Cơ quan quyền lực cao nhất là Hội đồng NATO, bên cạnh có Ủy ban Kế hoạch Phòng thủ, gồm các bộ trưởng quốc phòng phụ trách, vạch kế hoạch và chính sách quân sự thống nhất. Về quân sự, cơ quan quyền lực cao nhất là Ủy ban Quân sự, gồm Tổng tham mưu trưởng các nước thành viên do Tổng thư ký NATO đứng đầu. Ngoài lực lượng vũ trang riêng của từng nước, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương có lực lượng thống nhất dưới sự chỉ huy của Bộ Tổng chỉ huy Liên minh khu vực. Chính vì bởi những hiệp định như trên nên về danh nghĩa NATO được coi là một khối liên minh phòng thủ. Trong khối NATO, Mỹ được suy tôn là minh chủ võ lâm, là người phán xử trong tổ chức này. Cuộc chiến chủ đạo mà NATO thực hiện từ khi thành lập cho đến cuối thế kỷ 20 là cuộc chiến tranh lạnh với khối Varsava. Chính vì vậy mà từ khi thành lập, họ luôn thực hiện chính sách đẩy mạnh chạy đua vũ trang, đặc biệt là tăng cường sức mạnh hạt nhân và các loại vũ khí chiến lược và dường như lúc nào họ cũng như ngồi trên đống lửa, khi mà NATO cho rằng chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều này đã tạo nên tình hình vô cùng căng thẳng cho toàn bộ châu Âu và thế giới vào những năm cuối thế kỷ 20. Thành tựu có thể nói là vĩ đại nhất của NATO tính đến thời điểm hiện tại chính là chiến thắng trước Liên Xô và khối Varsava trong cuộc chiến tranh lạnh. NATO và Mỹ đã làm được nhiều điều trong cuộc chiến tranh lạnh. Họ biết cách để đào sâu, khoét vào những vết dao chí mạng, vào những rạn nứt của một tập thể tưởng như không thể bị tách rời. Cộng với những sai lầm trầm trọng về hình thái kinh tế xã hội, vốn đã tồn tại nhiều vấn đề trong bản thân Liên Xô nói riêng và khối xã hội chủ nghĩa nói chung, thì sự tan rã của Liên Xô chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho những bộ não thiên tài của các nhà lãnh đạo NATO. Cuộc chiến tranh kết thúc cùng cái kết buồn của Liên Xô chính thức đánh dấu bước chuyển mình vĩ đại của nước Mỹ.
thế giới từ lưỡng cực chuyển thành đơn cực trong suốt nhiều năm dòng. NATO trong và sau cuộc chiến tranh lạnh vẫn không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Bắt đầu với sự gia nhập của cái tên được cho là kẻ thù của toàn thế giới trong Thế chiến thứ hai, nước Đức. Tây Đức tham gia cuộc phiêu lưu cùng NATO vào năm 1955, đánh dấu kế hoạch mở rộng ảnh hưởng của NATO chính thức bắt đầu. Chỉ trong 20 năm đầu tiên, NATO đã chi ra 3 tỷ USD, một con số khổng lồ ở thời điểm đó, để xây dựng cơ sở hạ tầng cho các lực lượng của tổ chức này, gồm các căn cứ quân sự, sân bay, đường ống dẫn dầu, mạng lưới thông tin và kho tàng. Mỹ đóng góp khoảng 1/3 số tiền này. Một năm trước khi Liên Xô tan rã, nước Mỹ muốn đề xuất họ rút toàn bộ quân đội khỏi Đông Đức để trả lại một nước Đức toàn vẹn và thống nhất. Liên Xô khi đó đã chẳng còn là đối trọng của Mỹ và NATO nữa, nên cũng chỉ đành cắn răng chấp nhận. Nhưng đổi lại, họ yêu cầu Mỹ và NATO không được phép tiến thêm bất cứ 1mm nào về phía Đông nữa. Thế nhưng người Liên Xô đã phạm phải một sai lầm chết người. Họ rút toàn bộ 300.000 quân và bỏ đi tất cả sức ảnh hưởng của mình tại đây. Thứ mà phải mất tới hàng chục năm để gây dựng, chỉ để đổi lại một lời hứa bằng miệng. Loại được một đội quân hùng hậu 300.000 người như lưỡi dao kề vào yết hầu, NATO coi như đã có thêm đồng đức. Và quan trọng nhất là loại được sức ảnh hưởng của Liên Xô ở khu vực Đông Âu. Chú cứ tin ở anh, rút quân đi là anh không tiến thêm bước nào nữa. Ký kết là cái quái gì cho nó tốn giấy bút và thời gian. Cứ về đi, tin ở anh. 300.000 quân Liên Xô rút đi đồng nghĩa với việc toàn bộ khu vực Đông Âu lúc này đã không còn nằm trong tay của gã khổng lồ phía Đông nữa. NATO có thể thuận lợi cho việc gia tăng sức ảnh hưởng và chi phối khu vực này. Nỗi đau trong buổi xế chiều quyền lực của Liên Xô khiến họ phải rơi vào thế bị động, một cam kết miệng là không đủ với những bộ óc lọc lõi của NATO. Và những gì còn lại sau đó chính là lịch sử. Chỉ đúng một năm sau quyết định đó, Liên Xô đã sụp đổ, còn Mỹ thực hiện lời hứa của mình bằng cách mở rộng NATO không chỉ vài mm mà là hàng ngàn km về phía đông, tạo ra hàng rào các nước NATO, Ba Lan, Estonia, Litva, Latvia, Slovakia, Romania, nâng số thành viên NATO từ 18 thời điểm đó thành 30 ở thời điểm hiện tại, và gần đây nhất chính là mục tiêu mới Ukraine, với mục đích duy nhất là tiếp tục kiểm tỏa nước Nga. Khi bị Nga chất vấn tại sao lại không giữ lời hứa, Mỹ và NATO chỉ nói rằng anh em mình ký kết với nhau lúc nào ấy nhỉ? Mà hình như là anh nói chuyện với Liên Xô chứ có nói chuyện với chú đâu. Đấy, và thế là Nga chẳng còn cách nào ngoài việc ngậm miệng lại. Nhìn chung, những nhà lãnh đạo của NATO đã cực kỳ thành công với cuộc thập tự chinh chống lại Liên Xô trong thế kỷ 20, đồng thời nâng tầm nước Mỹ lên hàng siêu cường. Đó là câu chuyện về quá trình hình thành và phát triển trong quá khứ. Sau đây là những chiến công hiển hách mà tổ chức quân sự này đã gieo rắc, đã thực hiện trong những năm vừa qua nhé. 78 ngày đêm oanh kích Nam Tư, cuộc viện trợ bằng bom. Nếu như nhìn vào cái cách mà Nga đã chi viện và sau đó nghiễm nhiên tuyên bố thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine trên danh nghĩa chi viện cho hai nhà nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk, thì dường như nhiều người lại được gợi mở những ký ức về cuộc chiến tranh Kosovo, nơi mà Mỹ cùng NATO cũng lợi dụng danh nghĩa chi viện cho vùng tự trị Kosovo, thực hiện cuộc oanh kích 78 ngày đêm vào Nam Tư để chống chế độ diệt chủng. Cuộc chiến tranh đã làm thay đổi lịch sử liên minh trên bán đảo Balkan một lần và mãi mãi, được cho là xuất phát từ những xung đột về lịch sử và tôn giáo giữa người Albania và Serbia. Những mâu thuẫn và xung đột của người Albania tại Kosovo với chính quyền Nam Tư đã cho Mỹ và NATO một cái cớ hoàn hảo để mình có thể chen chân vào khu vực chiến lược này trên danh nghĩa duy trì hòa bình. Đến tận ngày hôm nay, vẫn chưa có ai dám khẳng định rằng lực lượng nổi dậy tại Kosovo là lực lượng tự phát của nhân dân, mưu cầu hạnh phúc và dân chủ, hay do một thế lực ngoại nào đó giật dây. Nhưng cái cách mà quân giải phóng Kosovo xuất hiện như cái cách mà các lực lượng ly khai và Donetsk và Lugansk bước ra ánh sáng, đúng người, đúng thời điểm một cách kỳ lạ. Năm 1999, khi thấy thời cơ đã đến, Mỹ cùng NATO nhảy vào Nam Tư, thành lập một liên minh xuất kích trên danh nghĩa liên minh ngăn chặn bất ổn lan rộng tại Kosovo. Vậy thời điểm chín muồi được nhắc đến ở đây là gì? Cuộc chiến tranh Kosovo bắt đầu nổ ra vào đầu năm 1998. Hai phe tham chiến là Nam Tư và quân nổi dậy Kosovo đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng không bên nào giành được lợi thế rõ ràng. Lợi dụng cơ hội này, NATO đứng trên danh nghĩa một chuyên gia hòa giải
đã đứng ra để giải quyết xung đột của đôi bên. Một thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên do NATO tạo ra đã được ký kết vào ngày 15 tháng 10 năm 1998. Nhưng rồi bỗng một ngày xấu trời, một vụ thảm sát đã xảy ra khiến cho 45 người Albania thiệt mạng và nó được biết đến với cái tên vụ thảm sát Zaçak. Vụ thảm sát được cho là do Nam Tư, mà chính xác ở đây là quân đội Serbia gây ra. Nhưng rốt cuộc ai đã tổ chức cuộc xả súng này? Có lẽ chỉ có Chúa mới biết. Chỉ biết rằng sau khi vụ việc được báo cáo lên NATO, họ đã lập tức tuyên bố mâu thuẫn của Nam Tư và quân nổi dậy Kosovo ngày càng leo thang và không thể giải quyết bằng các biện pháp đối thoại hòa bình giữa hai bên. Mọi nỗ lực hòa giải của NATO đã đổ sông đổ biển. Hai lực lượng này cần một bên thứ ba xâm nhập để tiến hành hòa giải. Và lực lượng này là ai? NATO xin tự đề cử mình. Nhưng tất nhiên là Nam Tư không chấp nhận việc một thế lực ngoại bang xâm nhập vào nội bộ quốc gia, vì dẫu sao Kosovo vẫn là một phần lãnh thổ của Nam Tư. Đáp lại, NATO đã bỏ ngoài tai lời yêu cầu của Nam Tư và quyết định hòa giải nhân đạo cuộc chiến tranh Kosovo và Nam Tư bằng cách tách Kosovo thành một quốc gia riêng biệt, giải xuống cơn mưa dân chủ và sự bình đẳng cho người dân ở khu vực này. Đó chính là thời cơ hoàn hảo mà chúng ta đã nhắc đến. Vụ thảm sát Zaçak là một nước cờ hoàn hảo, không biết là vô tình hay hữu ý, mà NATO có được. Ngày 24 tháng 3 năm 1999, bất chấp sự ngăn cản của Liên Hợp Quốc, các nước NATO đã bắt đầu can thiệp nhân đạo, nhưng không phải bằng hàng tiếp viện mà là bằng bom. Trong suốt chiến dịch, NATO đã bắn 2.300 quả tên lửa vào 990 mục tiêu và thả 14.000 quả bom. Trong đó có bom nghèo uranium và bom bi, loại bom chùm chưa nổ, vẫn tiếp tục đặt ra mối đe dọa với người dân sau khi chiến dịch kết thúc. Hơn 2.000 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có 88 trẻ em và hàng ngàn người khác bị thương. Hơn 200.000 người dân tộc Serbia đã buộc phải rời bỏ quê hương. Người dân chỉ còn biết gào khóc trong vô vọng, trong khi máu vẫn chảy, quốc gia của họ vẫn tiếp tục bị tàn phá. Cuộc không kích của NATO đã phá hủy hơn 300 trường học, thư viện và 20 bệnh viện. Ít nhất 40.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hỏng. 90 di tích lịch sử và kiến trúc bị đổ nát. Chưa kể đến những thiệt hại lâu dài gây ra cho hệ sinh thái khu vực và sức khỏe người dân. Theo truyền thông Serbia, thiệt hại kinh tế ước tính lên 120 tỷ USD. Các thiệt hại của Nam Tư không chỉ dừng lại ở việc các công trình phúc lợi xã hội bị tàn phá. Theo như nhiều nguồn tin, NATO đã ném bom vào hai nhà máy lọc dầu, đồng thời cho dội bom nặng nề vào các khu vực tập trung các nhà máy hóa chất của Nam Tư. Ngay đến cả một kẻ độc tài như Hitler khi không kích Nam Tư trong Thế chiến thứ hai cũng tránh những khu vực này ra. Vậy tại sao những quốc gia phương Tây đầy lòng nhân ái lại có thể làm ra chuyện bạo tàn như vậy? Chắc là họ chỉ ném bom nhầm mà thôi. Việc sử dụng bom urani nghèo cùng với lượng khí độc lớn bị phát tán ra không khí đã đầu độc hàng triệu người Serbia, khiến cho số lượng người mắc các bệnh ung thư tăng lên chóng mặt. Thế hệ trẻ của liên minh này cũng bị thui chột. Đó là chưa kể đến những mầm bệnh khác còn tiềm ẩn ở đâu thì chẳng có ai mà biết được. Các nghiên cứu của các nhà chuyên gia chỉ ra rằng tình trạng ô nhiễm phóng xạ trong khu vực Bujanovac, Pisevo và Vranja ở miền nam Serbia, những khu vực bị ném bom, nằm gần đường ranh giới hành chính với Kosovo. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ người dân mắc bệnh hiểm nghèo như vô sinh hay ung thư cũng tăng mạnh sau khi cuộc oanh kích này diễn ra. Trong cuộc tấn công này, Đại sứ quán Trung Quốc cũng bị ném bom vào ngày 7 tháng 5 năm 1999, khiến cho 3 công dân nước này thiệt mạng. Và đáp lại những cáo buộc từ phía Trung Quốc, Mỹ cùng NATO nói rằng họ ném bom nhầm. Vụ oanh kích 78 ngày đêm đã khiến cho cuộc chiến tranh Kosovo nhanh chóng kết thúc, với việc vùng đất này được tách ra thành một quốc gia độc lập. Mỹ tiếp tục cho quân đội đồn trú lại ở khu vực này trên danh nghĩa theo dõi Nam Tư, thực hiện các điều ước hòa bình, và họ thực hiện nhiệm vụ kiểu gì mà tình trạng chính trị của liên minh này ngày càng bất ổn và tan rã chỉ sau đó vài năm. Nhiều quốc gia tách ra từ Nam Tư cũng đã gia nhập NATO. Và tại sao Nam Tư sụp đổ? Câu hỏi này chắc nhiều người đã có đáp án rồi. Trước khi cuộc tổng tấn công quân sự của NATO xảy ra, chế độ của Tổng thống Nam Tư Milosevic bị buộc tội sử dụng quá mức và không cân xứng với lực lượng ở Kosovo. Và sau khi cuộc chiến này kết thúc, ông này bị buộc tội chống lại loài người. Thế nhưng lực lượng mà NATO đã sử dụng khi ném bom lãnh thổ quốc gia có chủ quyền thì nên gọi là gì thì báo giới phương Tây hình như lại bỏ quên. Milosevic thực sự có tội hay không? Việc điều động quân đội của ông vào Kosovo liệu có đáng bị lên án đến mức chống lại loài người hay không? Đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
NATO và Mỹ vẫn tuyệt vời như vậy. Họ luôn đem lại hòa bình cho rất nhiều quốc gia. Nhưng những nỗ lực này tốn khá nhiều bom, đạn, nước mắt người dân vô tội. Và cũng hơi tốn người. Tất cả những phát biểu của NATO đều phủi trắng mọi trách nhiệm mà họ xứng đáng phải nhận lấy sau khi đã sử dụng vũ lực quá mức nhắm vào Nam Tư. Hàng chục năm trôi qua mà những người dân vô tội vẫn mòn mỏi chờ đợi công lý được thực thi để người dân vô tội của họ trên thiên đàng có thể mỉm cười. Nhưng hồi kết của việc này không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Chiến tranh Afghanistan, cuộc chiến dường như không hồi kết. Nếu ai còn nhớ đến cái tên Taliban từng làm mưa làm gió trên các phương tiện thông tin đại chúng vào năm ngoái, thì đó chính là một minh chứng hùng hồn nhất cho sự lợi hại của truyền thông phương Tây. Ở Ukraine, những người dân cầm bom xăng ném vào xe tăng Nga thì được gọi là những chiến sĩ vệ quốc quân. Còn ở Trung Đông nói chung hay Afghanistan nói riêng, thì cầm súng đánh đuổi ngoại bang đóng tại đất mẹ bị gọi là khủng bố. Dù cho Taliban đã lên nắm chính quyền, nhưng vẫn còn rất nhiều phương tiện truyền thông gọi là khủng bố. Hành động tham chiến của Mỹ tại Afghanistan bắt đầu từ khi Liên Xô cũng đổ bộ vào quốc gia này. Nhưng sau khi lật đổ được chính quyền thân Liên Xô do Liên Xô dựng nên thì họ đã rút đi. Nhưng đến năm 2001, Mỹ lại một lần nữa muốn nhảy vào quốc gia nắm giữ hai kho báu, dầu mỏ và đất hiếm của thế giới này một lần nữa. Và vụ khủng bố 11 tháng 9 là một cái cớ chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà họ có được. Chiến dịch chống khủng bố mang tên Tự do bền vững của họ cũng theo đó mà bắt đầu từ năm 2001 và kéo dài trong suốt gần 20 năm, biến Afghanistan thành một mớ hỗn loạn, chìm trong tiếng súng, tiếng bom và sự đổ nát. Sau khi tiêu diệt được chùm khủng bố Al-Qaeda là Osama Bin Laden, về lý thuyết, Mỹ đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình và sẽ nhanh chóng rút quân. Nhưng với lòng hào sảng của mình, họ đã tuyên bố sẽ tiếp tục ở lại Afghanistan để ngăn chặn các lực lượng khủng bố mới hình thành. Và rồi họ tiếp tục cuộc chiến với thứ được gọi là tổ chức khủng bố Taliban. Giờ đây Taliban đã chiếm được thủ đô Kabul, thành lập chính quyền của riêng mình. Còn Mỹ thì rút quân và lên tiếng rằng mình làm như vậy vì muốn duy trì ổn định an ninh cho khu vực. Thật là một hành động đầy cao cả. Chiến trường Afghanistan đã đốt của Mỹ gần 2.000 tỷ đô, cùng cái chết của gần 6.000 công dân Mỹ, bao gồm nhà thầu và binh lính. Nhưng nếu nhìn vào con số thương vong mà người dân Afghanistan đã phải gánh chịu, thì nỗi đau mà người Mỹ phải chịu có lẽ chỉ là số lẻ. Số lượng cảnh sát và binh lính quốc gia Afghanistan thiệt mạng 66.000 người. Số binh lính của đồng minh và các quốc gia thành viên NATO 1.144 người. Dân thường Afghanistan 47.245 người chết. Taliban và các lực lượng đối lập khác 51.191 người chết. Nhân viên cứu trợ 444 người chết. Nhà báo 72 người chết. Đó là chưa kể đến những thiệt hại về lâu dài do những hậu quả mà chiến tranh đem lại như bom đạn chưa nổ, ô nhiễm môi trường, tình trạng bất ổn kéo dài, vân vân và mây mây. Mỹ chống khủng bố nhưng một lực lượng bị họ gọi là khủng bố lại lên nắm quyền. Nhưng thay vì ở lại tiếp tục chiến đấu thì họ lại mau chóng rút quân. Phải chăng họ đã quên mình có sứ mệnh giải cơn mưa dân chủ và nhân quyền xuống Afghanistan? Kết thúc phần 1 của video, chúng ta đã hiểu cơ bản về lịch sử hình thành và hai cuộc chiến mà NATO hoặc Mỹ tham gia. Trong phần sau, chúng ta cùng tiếp tục khám phá các chiến tích khác của NATO. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của video này.